Hãng tin Iran IRNA xác nhận ông Amal Haji đã qua đời hôm 23 tháng 10 ở làng Dega, phía nam nước này. Theo Miro, cụ ông được mệnh danh là người bẩn nhất hành tinh, không tắm rửa trong hơn 67 năm vì sợ bị ốm. Lời thề không tắm rửa của ông kiên định đến mức ông thậm chí từng lao ra khỏi ô tô khi dân làng địa phương cố gắng đưa ông ra sông để tắm rửa. Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho hay gần đây dân làng đã đưa ông Haji đi tắm rửa sau 67 năm không tắm. Ngay sau đó, ông bị ốm và qua đời vào ngày 23 tháng 10. Trong một bài viết năm ngoái, India Times mô tả da của ông Haji phủ lớp cáu ghét dày, hình thành từ bụi bẩn và da chết. Đôi mắt của ông gần như bị che kín và có mùi cơ thể dễ dàng nhận ra từ rất xa. Haji đã sống một mình sau